tuyệt vời không? Này nha, lăn nữa ở trong rừng á là còn có cả thú rừng. Ai biết săn thú rừng không? Người chìm suốt mà. Đến rồi. Anh có mệt không? Không nghỉ tí đã mệt quá rồi. Sợ ông này quá lâu rồi nè. Sợ quá. Mà ba ông bà lên đây bằng cách nào đấy? Bọn tôi bắt xe khách xong thì bắt xe ôm lên đây. Mày quá hả? Ông xe ôm không đi bộ lên đây chắc chết. Mà lên đây thì ông Tuấn Anh với bà Hiền lên thôi. Anh cứ lôi cả cái con công chúa bong bóng lên làm cái gì? Đúng rồi đấy. Mà mấy bà đi đâu á? Chẳng bao giờ gọi chế đi cùng cả. Đi bà toàn sờ mó bọn tôi ơi. Nếu mà bây giờ muốn đi từ bây giờ không được sờ mó nữa nhá. Được rồi, lần này á chế sẽ không sờ nữa. Trời ơi, quen tay. Đấy, suốt ngày sờ mó rồi. Xin lỗi nhá. À thôi, bây giờ mình đi tìm cái bãi nào nó thẳng thẳng như hôm qua xong thì để bỏ đồ ra để ăn đi. Đi ra, hôm nay đừng có bắt kể chuyện buồn rồi, ăn hết của bọn em đây. Yên tâm. Thôi được rồi, tình bạn thì đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhá. Đi đây của các bạn nhớ. Rồi đợi em với. Hôm nay mình phải ăn hết đồ ăn của em à. Em xong rồi. Ôi, sợ không sao. Ôi, chuẩn lắm. Ôi, xa nữa không đại ca ơi. Đến rồi, sắp đến rồi. Chắc là sắp đến cái bãi bằng rồi. Đi đây. Mẹ bé ngủ đi dễ. Ôi, con công chúa bong bóng đâu rồi? Chắc là nó đi vệ sinh rồi. Ôi, ôi nó thì sao phải sói hết đất. À, hình như là trước có bãi đất trống rồi, cố lên. Sắp đến nơi rồi. Cố lên mọi người ơi. Chờ chế với. Bãi đâu rồi? Chế đi lấy cái bình nước bỏ quên. Hết rồi, không có luôn rồi. Các bà đi đâu á, chẳng bao giờ đợi chế cả. Nam chả ra nam, nữ chả ra nữ mà được việc quyết đấy nhờ. Chuyện để tao nè. Đây, để đồ ở đây, cho Thanh ở lại trông. Không là mình đi kiếm đồ ăn nhá. Có nhiều một việc nhá. Để rồi. Để nước rồi. Coi như là đói quá rồi. Thanh mỏng anh yếu đuối ở đây trông nhá. Mọi người đi cẩn thận nhá. Đi, bây giờ anh em mình chia ra nhá. La lớn lên nha. À, cái Hiền, Hiền Tổ. Đi hướng này nhá. Nhớ là phải để ý điện thoại, nếu mà có lạc thì phải gọi nhá. Kêu Khổng Lồ, chân mày dài mày đi hướng này. Em trông. Mình nó cắn cắn không? Đi hướng bên kia. Tuấn Anh đi tránh công chúa bóng ra, công chúa bóng đi riêng một đường nhá. Ok. Trời ơi. Đây đây mỗi người công chúa bóng nhớ là phải kiếm xem có quả gì ăn không nhá, cho anh em ăn nhá. Thôi còn tôi đi đường này. Đây đây chia ra đi. Đi mọi người ơi. Một mình một đường thân phận như thế này thì biết làm thế nào. Em sợ vắng đó. Là em lo xa xa. Chán thật đấy, ở cái rừng này không biết có cái gì ăn không nhỉ. Ôi, không biết quả bạch đàn để ăn được không nhỉ? Chán thật đấy. Đây rồi. Thấy bảo cây này ở dưới núi dưới kia ăn được. Ui, làm gai quá. Mình phải ăn trước không mang về kia. Đại ca lại ăn hết như hôm qua. Ui, xong rồi, chắc là ngon lắm đây. Phải ăn luôn. Ngon phết. Ủa, xương tay dựng hết lên này. Ui, cả lông chân nữa. Ui, tóc tai cũng dựng hết lên. Đại ca ơi, đại ca ơi. Rừng đi rú, chả thấy có cái gì ăn được nhỉ. Ô, có nấm đây rồi. Không biết ăn vào có bệnh gì không nhỉ. Phải ăn thử xem nào. Ăn được đấy chứ. Kiếm gì ít nữa, mang lại cho mọi người ăn.
là chuyển sang giọng nữ này. Ơ, à, tôi chết rồi. Đi nắng như thế này mà chả có gì ăn được. Úi úi úi, sao cây này giống quế thế? Ồ, quế ngon thế. Này phải ăn thử chút đã, đi lấy cho mọi người sau. Cay quá. Thôi về thôi. Bị nào nhở? Thằng bị nào nhở? Con bé kia, mày ở đâu tới đây mà mày lại bắt chiếc phiêu đi ca nhắc có bố tóc tao? Em có bắt chiếc đâu, tự nhiên nó bị thế chứ. Mày con cai à, tao vừa thấy mày nhắc ca. À quên, con này không có ca. Tao vừa thấy mày ca nhắc lên con gì. Ca nhắc là như thế nào? Theo như style của bố tóc tao, con gái mà đi ca nhắc là phải bắt về làm vợ. À mà không anh ơi, ở chỗ em còn nhiều bạn xinh hơn em ấy, mày lại còn nhiều đồ ăn nữa. Anh đi thêm về đấy anh bắt luôn cả họ đi cũng được. Mày có nói thật không? Em nói thật mà. Nếu kê thì đi. Mày phải đi vào giờ không? Mày chạy mất thì làm thế nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ôi, ở đây có cả lan rừng cơ à. Mình sẽ hái về cho mọi người cùng thưởng thức. Wow, lan rừng màu đỏ đẹp thật đấy. Rồi, tuyệt vời. Mọi người lâu đấy nhở. Tầm này mà chưa thấy về, y như rằng lại có chuyện gì cho mà xem. Mà mình đoán chắc cái thằng Công là cái thằng loi nhoi nhất, kiểu gì cũng có chuyện đầu tiên. 3, 2, 1. Này bà Thanh, anh Đức đã về chưa? Chưa. Ố thế ông kiếm được cái gì ăn không? Tôi á? Có. Cái gì này Công? Sao nó dựng hết lên? Cứu tôi với, không biết tao bị làm sao á. Lộng thế nào đây hả Tuấn Anh? Buồn cười đấy. Tôi vừa ăn phải cái nấm này, tôi không biết đó là nấm gì nữa. Đưa tôi xem nào. Đây. Ôi, ngứa quá, anh cứu em. Ôi trời ơi, cứu tôi. Nào nhở? Không, cứu Trễ. Ngứa quá. Ngứa. Ôi, cứu Trễ. Ngứa quá. Sao anh sao? Ôi trời ơi, anh cứu em. Ngứa quá. Về rồi đây, mọi người có kiếm được cái gì không? Về rồi. Mà cái thằng này. Dạ. Mày ăn mà cái gì mà đầu mày dựng hết như lông lông chồn này. Đây em ăn gì nghe lại cả. Thôi chết rồi. Thanh, mày thử phân tích xem đây là cái cây gì. Đúng là không có kỹ năng đi trong rừng mệt thật đấy. Cây gì ấy? Ôi dồi ôi. Đây là cái cây lên đỉnh. Không biết cái gì cũng ăn cơ. Cây lên đỉnh nhá. Ăn vào thì bị nào? Sao có cái tên cây lạ thế? Cái cây em nghe đấy. Cái cây lên đỉnh này á, ai mà ăn vào á, là những cái gì mềm mềm ở trên cơ thể mình là sẽ dựng hết lên. Mày ngu rồi. Mày mà không chữa được hôm sau đi học mà cứ thế này á. Cô giáo đuổi về. Sao mà khổ thế? Ô, chúng mày có nghe thấy tiếng cái đứa con gái lạ vừa nói không? Ai nói đấy? Tôi chứ ai. Ôi giời, Tuấn Anh, ông ăn phải cái gì đây? Đây, nãy tôi ăn phải cái nấm này này. Đâu, đưa tôi xem nào.
À, cái nấm này tôi biết. Theo kinh nghiệm học mười mấy năm vẫn đang lớp 12 như tôi á, theo những cái gì mà tôi biết, theo những cái gì mà trong cuộc sống nó đã dạy cho tôi á, mà theo những cái gì mà tôi đã đọc trong sách giáo khoa á, thì Thanh thì phân tích đi. Em là cái kiểu biết lắm rồi ấy. Cái nấm này á là cái nấm nữ nhi. Ông mà ăn vào á là chuyển giọng sang giọng nữ đấy. Thôi chết, thế tôi phải làm thế nào? Đợi tôi tí. Này, cái con công chúa bong bóng như thế nào mà cứ gãi phành phạch từ lúc nãy đến giờ đây? Ôi dồi ôi, ngứa. Ngứa quá. Ôi dồi ôi. Mày cầm cái hoa gì đây? Hoa lan. Ui giời, hoa này mà hoa lan á? Hoa này mà bảo là hoa lan á? Hoa lan đẹp mà. Hoa này là hoa hải đường. Đây là hoa gì? Ngứa quá. Đây hoa ly đại ca. Hoa hồng mà. Ôi dồi ôi, đúng à. Không biết một cái gì cả. Đây là hoa mò đấy. Hả? Hoa mò á? Ôi dồi ôi. Cứu chế, cứu hoa chế. Này mà cầm vào á, nó dính lên người chỉ có ngứa thôi. Ôi vứt 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 vứt. Bỏ đi, bỏ đi. Ôi, nhìn đỏ đẹp thế kia mà lừa đảo. Lừa người. Thôi được rồi. Mọi người cứ ngồi ở đây. Đợi tôi đi lấy lá thuốc nhá. Ờ, mình đi nhanh lên. Đi nhanh nhá. Đi nhanh đi. Ôi dồi ôi, chế đi nhanh nhá. Ngu chưa, bạ cái gì ăn cái đó dựng hết lên rồi. Ngu quá. Nói ít thôi, khỏi nhỡ nó chuyển thành giọng con gái thật chết đấy nhá. Ok. Chả hiểu không biết cái gì mà cũng ăn được. Còn cái cần đi thoa kia nữa. Làm sao? Hoa này mẹ dám bảo là hoa lan rừng. Giời ơi, người ta một thân một mình, làm sao mà biết được. Ừ, giời ơi, thì bảo đi kiếm đồ ăn, ai bảo hái hoa hả? Tại nó đẹp mà. Thôi thôi, ưm đi. Từ sau mà không biết hoa gì á thì tốt nhất là đừng có nghịch, nhớ chưa? Biết rồi. Mà này, Thanh ơi về rồi này. Có thuốc chưa Thanh ơi? Đây rồi, đây rồi. Ôi, nguồn sống của tôi. Ôi giời ơi, đã ít kinh nghiệm rồi lại còn. Đây là của công chúa bong bóng. Ôi giời ơi. Còn đây là của công này. Công với lại Tuấn Anh ấy thì cho vào mồm nhai. Này, của công chúa bong bóng kia là ăn hay là bôi? Cái đấy á, cái đấy kết hợp vừa ăn vừa bôi. Bôi xong sau đó ăn. À rồi rồi rồi. Đại ca ơi, em thấy xuống rồi đấy. Xuống hết chưa? Xuống hết rồi. Mọi thứ xuống hết chưa? Mọi thứ xuống hết rồi. Ừ, tốt rồi. Đầu tóc. Thế Tuấn Anh ăn chưa? Ờ, tôi ăn rồi. Ồ, được luôn rồi này. Chúc mừng nha. Còn đây con đi thoa công chúa bong bóng kia. Hết nước rồi này. Ê. Bi rượu. Tôi khỏi luôn rồi này. Thanh giỏi thế. Tuyệt vời đấy. Mà này, kinh nghiệm của em đi rình tốt như thế, sao em không đi để bọn anh ở đây trông đồ cho, lại đòi nhận trông đồ nhở? Ừ. Ai bảo các anh đòi đi kiếm đồ ăn? À đúng rồi, lúc đấy là anh cử mọi người đi. Mà đi rõ là lâu, thế bây giờ đồ ăn đâu? Đây, đây, đây. Ôi mày quá, có đồ ăn về rồi. Cả gánh rồi. Ui. Đây này. Có đồ ăn rồi. Tôi còn xuống nhà dân xin được hai quả dưa chuột này đây này. Bánh mì này. Đây rồi. Bánh mì này. Sữa này, ui tuyệt vời. Kiểu khổng lồ mà xin đâu ấy. Ôi, lúc nãy em xuống xóm, thế là mấy cô, mấy bác ấy cứ tưởng em bị mồ côi, thế là cứ nhà có gì với hết cho em này. Em trước nó đi quay cho đoàn làm phim vỡ TV còn gì nữa. Thảo nào. Ê, ăn đi. Ơ, khoan đã. Nhưng mà cậu nói Hiền ở đâu nhở? Đúng rồi đấy, Hiền đâu? Nó đi lâu đấy nhở? Mà chế á, chả nhìn thấy nó đâu cả. Mấy ông bà đi có kiếm, có gặp nó không? Không, em không thấy. Lúc nãy đi hái hoa không gặp à? Không, chả nhìn thấy nó đâu cả. Điêu thật đấy. Ô, ôi, chuyện gì đây? Một, một, ba, hai, ba, tà, bốn, năm, tà, sáu, này, cái Hiền nó đi kiểu gì ấy nhở? Mà lại còn đi cùng hai thằng nhìn như kiểu là bộ tộc ấy. Ui, chết rồi. Nhìn chế sợ quá. Năm, tà, sáu, bảy, tà, tám. Đứng lại, đứng. Này này, bà Hiền, bà đi đứng cái kiểu gì đấy? Ơ, mà hai anh này là ai? Chúng tôi là bộ tộc Ca Nhạc. Nghe con bé này nói, ở đây có nhiều gái đẹp lắm. Chúng tôi đến bắt về làm vợ. À, ý là muốn gái xinh đúng không? Đúng rồi. Đây là bộ tộc Ca Nhạc hay là nhắc Ca Nhạc đúng không? Ca Nhạc. Rồi, ở đây thì có hai đứa này này. Nhưng mà hai đứa này thì nó bệnh tật không ăn ở đâu.
kìa, có con bé kia là con bé xinh nhất, là công chúa bong bóng. Thì lại bắt con bé về vợ nhá. Thằng này, bắt con bé này về cho tao. Thôi, nếu mà con này á, nhìn mẹ xúc phong này như thế này, thả cho tao đồ ăn con lên. Không lấy con này, lại lấy đồ ăn á. Đúng rồi. Đồ ăn này ấy, là bọn tôi vừa đi xin được ở dưới nhà dân. Nếu mà bây giờ muốn ăn ấy, thì ngồi đây ăn cùng nhau. Không được, đồ ăn ở trên này hay con độc lắm. Để bọn tao ăn trước. Ôi dồi, lại cần phải con độc. Ăn đi mày, ăn đi lấy sức chiêu con thi đài. Ở đây đừng có cả thi đài á. Mày không hiểu được đâu. Ở đây lại có... lạ nhỉ, thi đài. Hay nhỉ. Tôi bảo ăn thử nên là ăn nhiều thế. Mày ăn mày có thấy thiếu gì không? Tao thấy hơi nhạt mồm nhạt miệng. Thế chúng mày có rượu không? Có, đây rượu đây. Rượu ở đâu đấy kìa ông? Đây. Vừa nãy em xuống dưới kia xin nước. Thế làm bác kia bác cho nhầm chai rượu, em uống thử suýt nó say. Đừng đưa đây xem nào, có rượu rồi mày ơi. Ủa, sao lại vứt hết đồ ăn này? Thôi, ui, hết rồi. Mình ăn cái gì bây giờ? Không có rượu thì buồn nôn, có rượu cũng buồn nôn, phải một lít cơ. Chúng mày còn rượu không? Còn cái gì? Ông ăn hết cả đồ ăn của bọn tôi, giờ chả có gì mà ăn, rượu mới giờ chè. Bảo ăn thử thôi. Hai đứa thằng nát rượu kia. Thôi chết, sao nó lại biết mình ở đây nhỉ? Mà này, nó nói giọng bình thường rồi đấy. Chị ơi, cho em hỏi đi ạ. Chuyện này là như nào ạ? Xin lỗi các em nhá, đây là hai ông chồng, ông này là ông chồng của chị và ông chồng kia là của bà kia. Lên đây để quấy phá đám học sinh đi ra ngoại này. Cho em hỏi, nhưng mà sao các anh lại có cái bộ quần áo này ạ? Sáng hôm nay bọn anh đang... Hôm nay mày nhanh ghê, đi lắm rồi. Dạ, chị, dạ nhanh lắm. Anh mày tuổi gì mà mày đòi đi như tao? Mày được bao nhiêu mét rồi? Tao mày được 10 mét. Thì mày mà 10 mét, tao phải được 50 mét. Thôi mày được lấy trước thì lần sau khỏe khỏe thì hạng đòi thi với tao. Thôi, đi đi đi. Thái ơi, hình như là có bọn học sinh lên đây chơi. Kia rồi. Tao mày đóng giả thủ dân để chơi chúng nó đi. Đi, tao mày đóng giả dân cho bọn nó trận. Đi. Đi về, làm thì không làm, suốt ngày thi mới thố. Về hôm nay bà Thiến, đi về. Ôi chị ơi, đừng có Thiến không phí. Nhớ là đừng có Thiến không phí chị nhá. Thôi, thế là bây giờ chả có gì ăn rồi. Thôi thu dọn đồ đạc đi, để xuống núi chứ làm nào được nữa. Ôi, lại bị nhẹt đói rồi. Chả hiểu chuyện gì xảy ra. Thu đi. Còn đưa đại ca nhá.